18 tháng 11 năm 2010
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ hiến chương đại đạo Tam Kỳ Bộ đội Hòa Thánh Tây Ninh bổ sung năm Nhâm Dần như lịch 2022 đã được ban tôn giáo chính phủ chấp thuận theo tờ trình số 27/98 LVTT ngày 1 tháng 10 quý mão như lịch 23/11/2023. Bộ thượng thống đại diện và phụ thống đại diện đặc cấp dự phán do quyền đồng giám phó sư và quyền được giám phó sư đề trình, xin hội thánh bổ nhiệm thành phần ban cai quản các họ đạo trong tỉnh Tây Ninh, căn cứ ở phê số 1777/98 LV ngày 12 tháng 10 quý mão dư lịch 24/11/2023 của ngài đầu sư chủ quản hội thánh chấp thuận với hồ sơ đề trình. Căn cứ hồ sơ ngày 16/12/2023 hội thánh lập thủ tục gửi đến sở nội vụ ban tôn giáo tỉnh Tây Ninh thông báo điều kiện 60 vị chức sắc đảm nhiệm thành phần ban cai quản các họ đạo trong tỉnh Tây Ninh, căn cứ công dân số 15/LVTT ngày 5/1/2024 chấp thuận việc hội thánh cao đài Tòa Thánh Tây Ninh đăng ký bổ nhiệm đối với 60 vị chức sắc nam nữ, trong đó 33 nam làm cai quản và 27 nữ làm phó cai quản và ban cai quản của 47/81 họ đạo trên địa bàn tỉnh được thuộc hội thánh cao đài Tòa Thánh Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với danh sách kèm theo quyết định. Điều 1, bổ nhiệm vị lễ sanh hương tú Phan Thị Cẩm Tú sinh năm 1958, thường trú ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, đảm nhiệm phó cai quản đặc cách nữ soái và đạo nữ xã Thành Bình, Thành Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thay thế cho lễ sanh nay là giáo hữu Hương Đức Tô Thị Đức. Quân lệnh số 13/91 LCDHR ngày 12/4/2000 chương lệnh 18/5/2016 của hội thánh bổ nhiệm vị lễ sanh nay là giáo hữu Hương Đức Tô Thị Đức đảm nhiệm phó cai quản đặc cách nữ soái và đạo nữ xã Thành Bình, Thành Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh kể từ nay không còn hiệu lực, nhiệm kỳ ban cai quản bắt đầu từ 3 năm trở lên. Điều 2, vị lễ sanh Hương Đức Hương Tú tuần lệnh hội thánh thượng thống đại diện và phụ thống đại diện đặc cấp dự phán ban đại diện hội thánh tỉnh Tây Ninh và chức sắc cấp trên trực tiếp mà hàng đạo cũng còn nhiệm vụ còn đến gắn bó với chính quyền và mặt trận tổ quốc, hướng dẫn đồng đạo trong việc phận mình nơi việc tu hành thường tí và tham gia các việc xã hội và địa phương như được chu đáo. Điều 3, thượng thống đại diện ban đại diện hội thánh tỉnh Tây Ninh ban cai quản họ đạo dân xã Bình, Thành Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và vị lễ sanh Hương Tú về nhiệm vụ lãnh ban hành và thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đặt tại tòa thánh ngày 7/12 năm quý mão như lịch 17/1/2024 quyền lựa chánh phó sư phó sư vương đắc viết tên đóng dấu phê chuẩn thay mặt hội thánh trưởng quản đầu sư thuộc tâm thánh ký tên đóng ấn dân được năm hành văn phòng ngày 9/12 quý mão như lịch 19/1/2024 ký hai thượng thống tại viện phụ thống tại viện đặc cách ngũ phái phó sư vương cung ký tên đóng dấu. Quý vị, bây giờ sẽ đọc chỉ thị và quyết định của hội thánh bổ nhiệm vị lễ sanh Hương Tú ban phó cai quản đặc cách nữ soái họ đạo viên xã Thành Bình, Thành Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để tiện cho việc phái lễ. Xin kính mời tiện phái lễ trước, sau đó tôi sẽ trao cho mình.
và bánh cơm. Chúng ta nhận diện hội thánh cũng trên chúng mới được hiểu thượng đạo bản ngữ hiểu ra một thần tử lớn việt nam cùng các cơ quan ban ngành các cấp chúng mới tổ chức thương mại chúng mới ban cơ bản họ đào lúa xã thành mình miền bắc chúng ta những cơ bản họ đào luôn giáp thận chúng mới tổ chức những việc chúng mới ban ban ngành cho đồng đạo nam nữ chúng ta chúng tôi những ngày nhà chủ nhiệm đại đạo tam kỳ của đạo và thánh sinh nhân từ cái được nhà nước công nhận cho các pháp nhân về hoạt động tôn giáo ngày càng vững mạnh được tạo sự từ công an đến các hoạt động cơ sở ngày càng vững chắc việc tổ nhiệm linh nghiệm chức trách hành đạo tại địa phương giới phận sự là cai quản có cai quản để thay mặt cho hội thánh hướng dẫn hội đạo tu hành theo hiến chương đại đạo tâm thì hội đồ đã được chứng thử công nhận tướng hành chỉ thị số 3199 NCBS-HL ngày 28 tháng 1 năm Quý Mão chương lịch 9/1/2024 của hội thánh giáo đài tòa thánh tương lai về việc hướng dẫn các ngành của mình bổ nhiệm giai đoạn có giai đoạn các hội đạo trong tỉnh tương lai thực sự các tầng của ủy ban nhân dân huyện Tân Biên số 41 ủy ban nhân dân huyện Tân Biên ngày 4/3/2024 bố tháng chín năm nhất thành có các hội đạo lưu xã thành mình mạnh mắt tổ chức lễ chính thức của mình hội thánh tổ nhiệm tăng mối cái bản các dự án của hội đạo hôm nay ngày 25/1 nhất thời dương lịch 5/3/2024 hội đạo lưu xã thành mình mạnh mắt các đồng tổ chức lễ chính thức của mình của hội thánh tổ nhiệm tăng mối cái bản các dự án hội đạo lưu xã thành mình mạnh mắt hiện tân lên tỉnh tiên an đó là lý do buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý ngài cùng quý vị đến dự buổi lễ hôm nay, hòa đạo chúng tôi xin làm được có tiếng quý đại biểu quốc hội về phía đại biểu chính quyền địa phương, hòa đạo chúng tôi xin làm được có tiếng và tặng thị trường gia phó đội trưởng tàu đăng lên công an huyện Tân Biên. Xin trân trọng được có tiếng và phạm thị thu hồng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Xin trân trọng được có tiếng và mai thị đoan thị nam thành phố. Về phía đại diện tôn giáo ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu hiền vương giáo hữu ngọc của tâm phó trưởng ban đại diện hội thánh tỉnh tây ninh hiền vương lễ sanh thái hiệu tâm cây quả hoàng đạo lý xã thành bình thành phố. Vì vậy lễ sanh nguyên bố tăng hóa tư lệnh thành cấp thử thái họ đạo cùng với chức trách với chức việc chú lâm hồ với đồng đạo nam nữ đến tham dự buổi lễ của quý tịch ngày hôm nay xin nhiệt liệt chào mừng. Để tiến hành buổi lễ xin trân trọng kính mời hiền vương lễ sanh thái hiệu tâm cây quả họ đạo lên đọc chỉ danh cây quả buổi lễ xin trân trọng kính mời hiền vương. Quý vị đại diện ban lãnh đạo ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc quận Nam phòng nội vụ quận Nam huyện Tân Biên ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc quận Nam xã Tân Bình Cảnh Bắc cùng các ban ngành đoàn thể các cấp kính hiền quân phó ban đại diện hội thánh tỉnh Tây Ninh kính ủy ban cơ quan hòa đạo kính quý chức sắc quý chức vị thực hiện chỉ thị số 31/99 NCBS trên CT của hội thánh cho phép ban cai quản tổ chức lễ ban hành thông lệnh bổ nhiệm chức sắc hành đạo được trường cho phép của ban đại diện hội thánh và cấp lãnh đạo địa phương số 518 trên UBND trên DNV nhà 4 đạo chức sắc chức trách nhiệm của ban thế sự cùng chư đồng đạo làm cho buổi lễ mang tinh thần trọng thể và niềm khích lệ to lớn cho ban cai quản hội đạo. Thay mặt ban cai quản hội đạo tiểu phẩm xin tuyên bố khai mạc buổi lễ ban hành ngũ lệnh hôm nay. Trước khi những lời xin kính mời quý vị và quý vị khách đi về đồng đạo trong đoàn đưa hình thể lên tặng quà cho đại tăng phó các bạn.
Chúng tôi với ngài cùng chủ đề vừa là con thành của tỉnh Tây An có sự tín dự của Hiền Quân Giáo hội Phật Tử Thanh, Phó trưởng ban thường viện Hội Thánh tỉnh Quảng Ninh. Xin thân thọ chúng tỉnh Hiền Quân lên ngon lời hữu dụ chung trân trọng kính lạy. Bà Đặng Thị Quỳnh Nga, Phó đội trưởng đội an ninh công an huyện Tân Biên. Kính thưa bà Phạm Thị Thu Hồng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình. Kính thưa quý đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành các cấp. Kính thưa trưởng huynh giáo sư Ngọc Huệ Thanh, nguyên trưởng ban đại diện Hội Thánh tỉnh Ninh Thuận, chính quý chức sắc chức phong, quý chức việc, quý cơ quan ban bộ, cùng quý đồng đạo nam nữ kính mến. Hôm nay ngày 25 tháng Giêng năm Giáp Thìn dương lịch năm tháng 3 2024, ở đạo dân xã Thạnh Bình Thạnh Bắc trang trọng tổ chức lễ tiếp rước cung lệnh của Hội Thánh bổ nhiệm tân phó cai quản tại các nữ phái họ đạo. Trước quan cảnh đầy vẻ trang nghiêm và long trọng, ấm áp tình đạo tình đời với bao ý nghĩa thiêng liêng, đoàn kết thương yêu hòa đồng mở rộng. Thay mặt ban đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh, tôi trân trọng gửi đến quý đại biểu, quý chức sắc, chức việc, quý ban tế sự cùng toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe an lành, lời chào mừng thân thương và nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, tuân hành huấn lệnh số 20/99/NCBSHL ngày 7 tháng 12 năm Quý Mão, dương lịch 17 tháng 1 2024 và chỉ thị số 31 ngày 28 tháng 11 năm Quý Mão, dương lịch 9 tháng 1 2024 của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Hôm nay, ban đại diện Hội Thánh đến ban hành huấn lệnh của Hội Thánh bổ nhiệm vị lễ sanh Hương Tú Phan Thị Cẩm Tú đảm nhiệm phó cai quản đặc trách nữ phái họ đạo liên xã Thạnh Bình Thạnh Bắc huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh. Buổi lễ hôm nay càng tăng thêm ý nghĩa khi có sự hiện diện của quý đại biểu chính quyền đã đem đến đây một thông điệp hằng hữu nói lên mối tương giao hữu hảo giữa chính quyền và tôn giáo nhằm tôn tạo nên vẻ đẹp nước dinh đạo sanh. Tôi rất tâm đắc tưởng nghe lời phát biểu của bà Phạm Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình, đại diện chính quyền địa phương, thể hiện sự quan tâm và lòng ưu ái của chính quyền đối với sự gắn kết giữa đạo đời tương đắc, đồng thời kêu gọi các cai quản chính quyền và đồng đạo tương tuân thủ chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước theo luật tín ngưỡng tôn giáo. Nhân đây, ban đại diện Hội Thánh có đôi lời gửi gắm đến hiền tỷ lễ sanh Hương Tú tăng phó cai quản đặc trách tử phái họ đạo liên xã Thạnh Bình Thạnh Bắc huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh. Kính thưa quý vị, nét hạnh nữ nhi tuy phận liễu bồ lấy phẩm giá của nữ trung mà làm đức sáng công dung ngôn hạnh, đem chí nguyện làm lành là vào trường thi công quả, còn dân công đức mà lần bước vào phẩm vị thanh cao, mặc áo tiên phong xứng danh đứa có hạnh của thầy. Lễ sanh là phẩm vị được Đức Chí Tôn quả quyết thương yêu bằng tình thương đặc biệt. Lễ sanh là người yêu dấu của thầy, bởi vì là người có hạnh hơn hết trong chư môn đệ. Lại nữa, phẩm ấy phải ra sức đắp cao đức khiêm cung, hạ mình nuôi chí lớn, dung bồi đạo hạnh, tào luyện tinh thần, vững vàng đức tin, quyết tâm để dọn mình vào hàng thánh thể. Người chức sắc cao đài phải vận dụng hết khả năng và sự hiểu biết của mình, việc hành quyền phải khéo léo, tạo bầu không khí yên vui, đoàn kết, xây dựng trên nền tảng tình thương và công bằng, luôn gieo bị cảm với mọi người và giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp mãi mãi bền vững. Hôm nay hiền tỷ đã lãnh lệnh Hội Thánh đảm nhiệm phó cai quản đặc cấp nữ phái của họ đạo liên xã Thạnh Bình Thạnh Bắc là ở cùng nhân sanh, trong bổn đạo phải đem sự thương yêu hóa ra hành động, phải cân nhắc cẩn trọng trong hành xử hàng ngày,
thận trọng, căn phong trong công việc, để hạnh đức của người tu phù hợp với tâm tư người bổn đạo, là người thừa hành sứ mạng dẫn dắt về mặt tinh thần thì phải thể hiện đức tính bao dung, tấm lòng quảng đại, là người chức sắc có lúc cũng phải đi trước nhân tâm để đón nhận sự khảo thách gian tư vất vả, hầu quét ngõ trong gai mà dọn đường cho sanh chúng. Đó là hạnh làm đầu của bậc đàn anh chị, cũng là dịp cho chúng ta tích lũy kinh nghiệm trên bước được phụng sự nhân sanh và đạo pháp. Cũng có lúc phải ở giữa nhân sanh để lắng nghe nỗi lòng, tâm tư, tình cảm, để làm chất liệu kết nối và dung hòa các mối tương giao đồng môn huynh đệ. Cùng lúc cũng phải nhạy bén tinh năng để giải gỡ nguy cơ làm rối dây thù tạc, lạc lõng mối đạo đồng. Nếu được như vậy, hiền tỷ sẽ xây được trong lòng của nhân sanh một kim bản đề danh mang tên công đức. Rồi cũng có lúc phải đi phía sau nhân sanh để quan sát chăm nom tương người bên lề, lãng quên vào trong trung điểm của lòng bác ái, thực hành chủ nghĩa cứu độ tha nhân và thiện trợ, trở nên không một ai bỏ sót lại phía sau. Đây là một sự yêu thương nêu cao tinh thần tôn giáo. Được vậy, quý vị sẽ phát cờ cứu độ của Đức Tôn được tôn vai trên mảnh đất mà mình đón nhận. Sau đây tôi xin trích một đoạn bài thuyết đạo của Đức Thượng Sâm tại Tòa Thánh ngày 24 tháng Chạp Kỷ Dậu 1970 như sau. Chúc sắc là hiến thân cho đạo, quyết xả thân để phụng sự cho nhân loại, thì bản thân không còn là của mình nữa. Phải sống vì mặt đời, chết vì mặt đạo, tận tụy với nhiệm vụ, không để khó khăn lao nhọc, thì mới đáng với sự hiến thân của mình. Ngoài ra chức sắc còn phải làm thế nào cho người trọng vào tư cách và cử chỉ của mình mà đem lòng kính phục, thì mới có thể gieo hạt thánh cốc khắp nơi, để cho nhân sanh được thấm nhuần đạo đức, cũng như hoa sen mọc nơi bùn lầy nước động mà không nhiễm chút mùi buồn. Người chức sắc bung ba giữa chốn phồn hoa để chọn cách nai duyên đưa vào cửa đạo, nhưng vẫn giữ dạng không danh, không vướng vào tục lệ, xa ngã theo lượng sống trần, thì mới đạt đến mức trí dũng của thánh hiền thời xưa vậy. Kính thưa quý vị, trong không khí phấn khởi với tiếng xuân ấm mát và sự trang trọng của buổi lễ ban hành quân lịch hôm nay, thay mặt ban đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh, tôi thành tâm cầu nguyện với Chúa Tôn, Chúa Phật Mẫu và các tấm thiên liêng ban huệ phúc cho ban cai quản Hòa Đạo Liên Xã tận tình hạnh phúc, được thân khỏe tâm an, đủ đầy trí lực phước đạo miên trường, để cùng mạnh tiến trên bước đường tạo công lập đức. Kính chúc quý đại biểu lãnh đạo chính quyền các cấp được dồi dào sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng nhà nước giao phó, thăng tiến thành công trên mọi lĩnh vực và gia đình luôn hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào. Lãnh đạo Đảng nhà nước, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan ban ngành các cấp, kính mong chúng ta tiếp tục xuống Nam Bộ cùng gửi đồng bào Nam nữ kính mến. Qua 2 giờ làm việc, quý đại biểu tiếp tục các ban bộ cùng gửi đồng đạo tham dự để tiến đưa quân lực bổ nhiệm phó cai quản Phật sách giữ mái của Hòa Đạo. Kính quý đại biểu, trong niên đạo chính chính Hòa Đạo Liên Xã Thạnh Bình Nhận Bắc vừa qua đã tuyển vị phó cai quản Phật sách giữ mái Dương Úc Tô Thiểu đã hoàn thành nhiệm vụ ngay Hòa Đạo Liên Xã Thạnh Bình Nhận Bắc và tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Hôm nay Hòa Đạo là tiếp đưa quân lực Hội Thánh tổ nhiệm lễ sanh Hương Tố Tháp Thị Bệnh Tố đóng nhà phó cai quản Phật sách giữ mái, thay thế cho hình thể Dương Úc chấp tiếp việc trong tổ nghi lễ. Và các ban bộ sẽ hành động để tạo điều kiện thuận lợi để hình ảnh nâng cao hoàn thành quá trình và một ngày có nhiệm vụ và những đạo địa phương đã chỉ đạo cùng những đạo ứng dụng của các đại diện hội thánh. Các cơ bản hội đạo sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ các ban bộ, các tổ nhân lễ cùng đồng đạo tự do tín ngưỡng tu hành thuần thế đúng theo một tín ngưỡng tôn giáo như vậy. Hôm nay là ngày lễ chúc lớn của lần hội nghị phó cơ bản mặt trận thượng thái của Hòa Đạo. Thay mặt các tổ chức, tiểu đại chúng tinh thần cảm ơn lãnh đạo ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam đã xã Thạnh Bình Nhận Bắc, ban đại diện hội thánh có nhiệm vụ này đến tham dự buổi lễ. Thay mặt các tổ chức, tiểu đại chúng tuyên bố với mặt buổi lễ, chúng tôi xin đại biểu trước hết mời luôn
rồi nó sẽ mang điều hòa mang cái đối tượng hiểu khí hậu lắm đấy. Tôi cần mọi người tới lúc mình phòng trợ với nhau, phòng trợ của bác. Để cho ăn với nhà quý vị mà nào thích tôi, xin tất cả những nhà quý vị lưu lại thật là quý báu, dùng với các thân mặt cùng hòa đạo, xin tất cả những mạng hai bên.